Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn đã có một thứ bảy vui vẻ và đang tận hưởng nốt ngày chủ nhật cuối tuần trước khi bắt đầu một tuần mới. Ngày hôm qua, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về Allosaurus trong ARK vs thực tế. Và nói đến Allosaurus thì không thể không nhắc đến Stegosaurus, những kẻ đã từng tồn tại bên cạnh nhau trong một thời gian khá dài cuối kỷ Jura, với những tương tác đã thực sự được ghi nhận lại trong dữ liệu hóa thạch. Về Stegosaurus trong ARK so với những thông tin thực tế chúng ta biết có gì giống và khác nhau, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Stegosaurus, một trong những con khủng long nổi tiếng nhất và dễ nhận ra nhất, với ngoại hình quá đỗi đặc trưng, với phiến sừng cũng như quả đuôi gai nhọn hoắt chuyên dùng để phòng thủ. Stegosaurus trong ARK cũng vậy, chúng cũng có phiến sừng chạy dọc từ cổ cho đến đuôi, và ở cuối đuôi là những cái gai nhọn hoắt như một lời đe dọa rõ ràng gửi đến những kẻ có ý định động vào nó. Chúng cũng là loài có lối sống bầy đàn và sẵn sàng hỗ trợ những đồng loại ở gần khi bị tấn công. Theo hồ sơ ARK thì Stegosaurus trong game có 16 cặp phiến sừng to nhỏ khác nhau, từ cổ cho đến lưng. Ngoài ra chúng còn có thêm 6 cặp phiến sừng nhỏ hơn khác mọc ở phía ngoài hàng phiến sừng chính ở khu vực hông. Số gai của cuối đuôi là 6 cái, chia thành 3 cặp đối xứng. Nhìn tổng thể thì Stegosaurus là một con khủng long ăn thực vật lớn di chuyển bằng 4 chân, với cái đầu khá nhỏ, nhìn không tương xứng lắm với phần thân cồng kềnh. Bên cạnh ngoại hình mình to mà đầu như trái nho này của Stego, một điều khác khiến nó dễ bị chê cười là tốc độ chậm chạp của nó, và bạn có thể dễ dàng thuần phục nó bằng những vũ khí tầm xa đủ mạnh, miễn là giữ khoảng cách để con khủng long không thể đến gần. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Stego vô dụng. Stego được xem là một phương án an toàn để vận chuyển lượng lớn hàng hóa. Một khi bạn đã lắp yên cho một con Stegosaurus và ngồi lên đó, thì ngay cả một con Argentavis cũng không thể khiến bạn rời khỏi yên. Bạn cũng có thể huấn luyện Stegosaurus thay đổi phiến sừng cho các mục đích khác nhau, để tăng phòng thủ hoặc để tăng khả năng xuyên giáp, hoặc có thể thêm hiệu ứng làm chậm cho đòn tấn công. Các trạng thái này cũng có thể mang lại lợi ích khác nhau trong việc thu thập tài nguyên như quả dại hay gỗ. Cái đuôi gai của Stego là một vũ khí lợi hại khi có thể đánh lui hoặc đâm vào người đối thủ gây mất máu nghiêm trọng. Nhìn chung nếu biết sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể phát huy khả năng của Stego bất chấp điểm yếu cố hữu của nó là tốc độ. Vậy giữa Stegosaurus mà các game thủ quen thuộc trong game ARK và Stegosaurus trong thực tế giống và khác nhau ở điểm nào? Trước hết về tên gọi, Stegosaurus trong ARK có danh pháp hai phần là Stegosaurus Regium. Tên chi Stegosaurus thì chắc các bạn cũng biết rồi, có nghĩa là thần lằn mái nhà. Và tên loài Regium có nghĩa là vua, và do vậy, Stegosaurus Regium có nghĩa là thần lằn mái nhà vua. Trong khi đó, trên thực tế thì chi Stegosaurus hiện có ít nhất 3 loài hợp lệ, gồm loài điển hình Stegosaurus Stenops, Stegosaurus Ungulatus và Stegosaurus Sulcatus. Chúng được phân thành các loài khác nhau như vậy dựa trên một vài đặc điểm hóa thạch, chẳng hạn như Stegosaurus Stenops thì có hộp sọ hơi phẳng, nên Stenops có nghĩa là mặt phẳng. Tiếp theo, hãy bàn đến cái dễ thấy nhất, đó chính là ngoại hình. Trong khi nhìn sơ qua thì có vẻ không có nhiều khác biệt, Stego cả trong game lẫn thực tế cũng đều có phiến sừng và gai đuôi, thì sự khác biệt lại nằm ở số lượng và cách sắp xếp. Như đã đề cập thì Stego trong game có tổng cộng 16 cặp phiến sừng chính chạy dọc thân và 6 cặp phiến sừng phụ mọc ở phần hông. Như vậy chúng có tổng cộng 44 phiến sừng mọc đối xứng với nhau. Tuy nhiên số phiến sừng của Stegosaurus trong thực tế không nhiều như vậy. Dữ liệu hóa thạch cho thấy một con Stegosaurus sẽ có từ 17 đến 22 phiến sừng và chúng không mọc đối xứng mà lại so le với nhau. Bên cạnh đó thì trong thực tế có thể có sự khác biệt về hình dạng của phiến sừng giữa con đực và con cái, nhưng hiện tại vẫn chưa có cách nào hiệu quả để xác định giới tính của khủng long dựa trên hóa thạch, nên điều này vẫn chưa thể được kiểm chứng. Tương tự là số lượng gai đuôi, trong khi phiên bản Stego của game ARK có đến 6 gai đuôi, thì Stego thực tế chỉ có 4 gai đuôi mà thôi. Việc tăng số lượng phiến sừng và gai đuôi giúp phiên bản trong game trông hầm hố hơn, uy lực hơn và xứng với từ Regium có nghĩa là vua hơn. Ngoài số lượng và cách sắp xếp, phiến sừng của Stegosaurus trong thực tế có lẽ không có khả năng thay đổi giữa các chế độ như trong game, mà thay vào đó chúng mọc cứng ở một vị trí. Công dụng thì có lẽ cũng khá giống ARK, dùng để phòng thủ trước những cú cắn của con mồi. Gai đuôi có lẽ là phần giống nhất giữa phiên bản game và thực tế, bởi những cú quất đuôi sang hai bên của Stegosaurus sẽ là những đòn gây sát thương mạnh, thậm chí là chí mạng cho khủng long săn mồi nếu bị trúng gai. Người ta từng tìm thấy các hóa thạch Allosaurus với dấu vết bị gai đuôi của Stegosaurus đâm trúng, từ đốt sống đuôi cho đến xương chậu. Hẳn bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác Allosaurus thốn đến thế nào khi bị gai đuôi dài hơn 1 mét của một con Stego đâm trúng háng. Bạn sẽ không muốn bị đuôi của một con Stegosaurus đâm đâu,
dù là ở trong game hay thực tế. Trong game, bạn có thể thuần phục Stegosaurus, biến nó thành vật cưỡi, huấn luyện nó thay đổi các chế độ của phiến sừng và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, Stegosaurus trong thực tế không được các nhà cổ sinh vật học đánh giá cao về trí tuệ. Bộ não của nó thậm chí còn nhỏ hơn bộ não của chó, dù cơ thể của nó nặng hơn chó cả trăm lần. Do vậy, trí tuệ của Stegosaurus nhiều khả năng chỉ đáp ứng được một số tác vụ cơ bản, và việc thuần hóa nó như một vật nuôi hữu ích trong thực tế có lẽ là gần như không thể. Về số đo kích thước thì cũng như hầu hết khủng long trong game, Stegosaurus trong ARK là một phiên bản phóng lớn của Stegosaurus thực tế. Stegosaurus thực tế có lẽ chỉ đạt chiều dài lớn nhất là 9m, phổ biến hơn là ở mức 7m. Trong khi đó, Stegosaurus trong game dài đến 15m, cũng tương đương chiều dài của Allosaurus trong game. Cuối cùng, Stegosaurus và Allosaurus trong thực tế là hai chi khủng long sống cùng thời với nhau và có lẽ đã từng có những pha va nhau hết sức quyết liệt vào cuối kỷ Jura với bằng chứng để lại dưới dạng hóa thạch. Tuy nhiên, trong game, mối quan hệ thù địch giữa Stegosaurus và Allosaurus không được thể hiện riêng biệt và về cơ bản thì chúng cũng như những con khủng long khác thôi. Thật ra thì điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi nhà sản xuất game ARK đã đưa vào trò chơi này rất nhiều những giống loài cổ đại vốn không sống cùng thời và cùng địa bàn với nhau, cho nên không có lý do gì để họ thể hiện riêng mối quan hệ giữa Allosaurus và Stegosaurus cả. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về Stegosaurus trong game ARK và những so sánh vui vẻ với Stegosaurus thực tế. Hy vọng là các game thủ sẽ có những giờ chơi game giải trí và có thêm vài kiến thức bổ ích sau video này. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.